chú. Cá. Em Linh của Thảo Nguyên xin tiếp tục báo cá cho các anh ạ. Báo cá cho chú Thịnh. Đuổi cá à chú Thịnh? Bò cá một tay luôn. Nhìn anh em báo cá mà thèm quá. Chép vào đi. Chép anh ạ. Ảo nhỉ. Đang đuổi cá đấy. Bồi cá cho em Linh. Xe cá về rồi đây anh nhá. Chuẩn bị bồi anh ạ. Bảo anh Thịnh về đi uống rượu thôi. Anh Thức bảo thế. Còn đang bận bo cá anh ạ. Hỏi anh Thịnh bo cá hay múa đấy. Em chưa gì nha anh Trung. Bên này báo cá tiếp ạ. Anh ơi lên con gì anh? Em chào anh Thái Hoàng Đặng. Em chào anh Lâm Trần Huy. Em chào anh Sơn Phong. Em chào anh Thiệu. Em chưa nha anh Trung. Ok anh. Bên này báo cá tiếp một em chép nữa ạ. Em chép nào cũng trắng muốt. Xuống mải mê nhìn em toàn móm thôi. Em chào anh Bùi Văn Tình. Hồ em ở Trại Tây, Song Mai, thành phố Bắc Giang nha anh. Anh vui. Cháu 1m6. Thế à? 1m6 cơ. Em chưa dí nha anh Thức. Trắng gần bằng em Linh. Em cảm ơn anh Nguyễn Tú. Hồ em ở Trại Tây, Song Mai, thành phố Bắc Giang nhé anh vui. Lần sau anh xuống ở trong nhà thôi nhá. Em phải ra ngoài để báo cá cho các anh chứ. Em chào anh Nhị. Xe cá về đây rồi nhá các anh nhá. Xịt 5 anti mũi nhất nhất tuổi mũi, ngăn ngừa mũi đốt, xịt họng nhất nhất, cắt ngay cơn ho trong 10 phút, giảm nhanh viêm. Đấy, các cầu thủ ngồi sát bờ luôn. Da móm khổ thân anh. Vâng. Em chào anh Thanh Tùng. Em chào anh cả vợ. Dạ. Chính xác luôn. Các chú phải lên thì vui ngay đấy. Đấy, vui ngay. Hồ em có thu mua lại cá nha anh cả cậu.
Em chào anh Phan Duy Hoạt. Em có biết hai lần nha anh Thức. Cửa kia chú ơi. Em chào anh Hoàng Hải. Em chào anh Nguyễn Giáp. Báo Sophie hả anh? Hôm nọ anh nhìn thấy giống giống em Linh không biết phải không? Cháu chào cô Ngà. Anh nhìn thấy ở đâu? Em chào anh Lê Văn Thuật. Em chào anh Triệu Văn Thanh. Em chào anh Văn Nhật. Anh thấy ở hai lần. Thế là chắc là phả rồi đấy anh ạ. Chuẩn bị bồi cá rồi cô nhá. Xe cá về rồi đấy ạ. Có mang xe không để anh về câu? Anh ở đợt tận đâu ạ? Em chào anh Phong Hoàng. Cứ thấy các cần thủ riêng nhìn em Linh thì lấy đâu ra tâm trí mà câu được cá nữa. Em chào anh Quỳnh. Em chào anh Trường. Các anh đang câu thế anh. Bảo anh Thịnh về đi em ơi. Chú Thịnh mới ra câu mà anh. Chào chào chú Ngọc. Em chào anh Miền Sơn Cước. Anh Thân Thịnh mà. Vâng, anh Thân Thịnh vừa ra câu anh. Mới được hơn tiếng. Anh Nguyễn Văn Huỳnh. Em chào anh Trần Hưng. Em chào anh Lợi. Em xin được kết thúc live tại đây ạ.